Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy một số người. Nhất là con Vivo i 19 bản Việt 2 sim, máy này 1 một triệu tám nhé. Nương viền con này thay mới rồi, bóng đẹp, không có bị xước sát gì cả. màn hình con này đẹp nhé, không có bị xước hay là ám mố gì. Hiển thị nét căng, cấu hình rất là ok nhé. Ra một con này nó là ram 6 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm hai tất cả các chức năng đều ok pin châu nhé nó mới là triệu tám này con này con iPhone XR bản 128 trăm hai máy quốc tế bán ngày năm triệu tám nhé nâng đẹp viền đẹp Đấy, con này gần như đẹp keng rồi màn hình đẹp nhé không có bị ám mố gì cả Đấy, tất cả các chức năng thì đều ok phay ok hết nhé Đấy, con này nó là máy của Hàn Quốc này Đấy, bản quốc tế 128 trăm hai con này phay uh, rồi uh, mọi chức năng đều ok hết pin con này là pin thay mới rồi nhé nên là pin của nó là 100 phần trăm tất cả các mọi người tất cả mọi thứ đều zin hết chỉ có pin là thay mới thôi Đó là 5 triệu 8 nhé con này là con Z5 Pro này e IMEI của nó là 720 bản Hàn một sim khoảng 1 triệu nhé Ngoại hình con này nó chỉ sức nhẹ thôi Đấy, hơi xước ra một chút thôi chứ không có cần móp gì đâu màn hình AMOLED đẹp không xước không ám ố màn hình AMOLED thì màu và cảm ứng nó rất là mượt nhé RAM của nó là RAM 2 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB. Tất cả chức năng đều ok, mà mọi người là 1 triệu này. Con này con A50 này, IMEI của nó không 0.94, bản Việt hay SIM mà người là 1 triệu rưỡi nhá. nâng viền thay mới rồi, mỏng bóng đẹp không xước sát gì cả. Con này uh, cam kết mọi người chỉ thay nâng viền thôi, còn nó uh, main màn của nó là màn zin nhưng mà thay kính nhá. màn của nó là màn zin thay kính nên là cái mép này nó Uh, hơi hở một chút thôi thực ra những người tinh ý thì mới có thể phát hiện được ra còn uh, nếu mà không tinh ý không, không, phát hiện được ra con này nó là ép kính thôi Bởi vì uh, con này uh, phôi màn của nó phôi màn zin chỉ có thay kính thôi mọi chức năng thì ok nhé hay cảm biến vân tay dưới màn hình này uh, rất là ok màn trắng trong đẹp không có án bố gì cả RAM của nó là RAM 6 g nhé và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm hai mươi tám g con này uh, thay nâng thay viền thay kính mọi thứ khác thì zin và chức năng thì ok hết và nó là một triệu rưỡi nhé con này còn A50S này nhưng mây của nó 196 bản Việt hay sim nó người 900 con này nó bị lỗi cảm biến tay chức năng khác ok nhé Đấy, nâng zin sức răm rồi Đấy, viền thì cũng có bị sức răm màn hình con này màn hình thay rồi nhé nhưng mà hiển thị của nó thì bị ố Đấy, đây có bị ố đen này dưới này thì hơi ố sáng một chút mà nó cũng thay rồi nhưng mà bị ố đen nhưng cảm ứng cũng khá là ok ra 4g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64g, dụng tạm chữa cháy rất là ok. Áng người là 900 nhé, A50S này. Con này là con A50S này, IMEI của nó là 579 bản Việt hay sim, như người là 900.000. Chức năng bị lỗi cảm biến tay, còn chức năng khác ok nhé. Nung viền thay mới rồi, bóng đẹp, không xước sát gì cả. Màn hình con này cũng là màn hình thay rồi nhé, nhưng mà nó cũng có một điểm ố sáng ở phần dưới này, ở, ố sáng như cái đầu tam ở dưới nhé cảm ứng ok ra của nó là ram 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn g này là chín trăm năm ngoại hình thì nó khá hơn một kia một chút nên là bán cao hơn năm mươi nhé con này con a mươi s này email của nó là 706 bản việt hai sim bán một triệu mốt ngoài nó bị nỗi cảm biến vân tay chức năng khác ok nhé lưng di mà sức giam rồi Đấy, viền những có bị chóc sơn rồi nói cho ngoại hình con này thì nó hơi uh, sức giam nhé màn hình cũng là màn hình thay rồi Ngoài hiển thị của nó đẹp không có bị ám ố gì cả ra của nó là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g nhé Đấy, da 4, bộ nhớ 64 Đó, là một triệu mốt ừ. này con này con a 50 s này email của nó 309 bản việt hai sim mà nó là triệu con này nó cũng bị lỗi cảm biến vân tay chức năng khác ok nhé Đấy, nó cũng bị xước giam một chút rồi viền chỉ hơi chóc sơn chút thôi nói chung ngoại hình khá hơn con kia nên là em bán cao hơn con kia là 100 000 nghìn nhé màn hình của nó cũng là màn hình thay rồi nhưng mà hiển thị đẹp, cảm ứng mượt mà. Ra bộ nó cũng là ra 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Khá hơn ông kia một chút nên bán là 1,2 triệu nhé, Cao hơn ông kia 100.000. Con này con e 425 5K này, máy bản hà một SIM, của 12 2,9 triệu nhá. Đấy lưng đẹp, viền đẹp, mọi con này gần như đẹp keng rồi. Màn hình đẹp nhé, không xước, không ám bóng gì cả. Ra của nó là ra 6GB và bộ nhớ lưu trữ là 128GB, pin rất là trâu nhá, pin 5000. Đấy, là 2 triệu9 này con này con S7 này email của nó 8 7, bản hàn một sim mà một triệu tư nhé nâng đẹp viền thì hơi chảy một chút phần góc dưới rồi con này cam kết mọi người là gì 100% màn hình đẹp nhé không một vết xước, và không có một vết A4 đâu cả trong veo well luôn để kiếm được một con S7 màn đẹp như này cũng còn rất là hiếm nhé ra 4G và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32G cảm biến vân tay hỗ trợ sẽ nhanh ok hết nhé để chân sạc micro thôi nhưng mà nó có hỗ trợ sạc nhanh nhá mọi người là một triệu tư con này con S7S này email của nó 377 bản hà một sim người là 550 nghìn con này em bán ngay với giá bên rồi nên là sẽ không hỗ trợ trừ vô trợ cho mọi người nhé tất cả những máy khác thì mọi người có vô trợ này nhà em đấy mà còn hạn thì bên em sẽ trừ cho mọi người 100 nghìn vào tiền máy nhưng mà con này thì bọn em bán xả rồi nên là không hỗ trợ trừ vô trợ cho mọi người nhé bán đúng giá là 550 nghìn để nâng con này thay rồi nhưng mà nó cũng là một cái nâng zin của một con máy khác chứ không phải máy nâng của Trung Quốc thôi nhá viền thì cũng chỉ hơi uh, chảy sức nhẹ một chút thôi hơi sức gian thôi màn hình thì uh, bị sọc nhá nó có một đường sọc chỉ này và hiển thị của nó thì bị ám nhá ám lưu hình nặng nói chung là uh, màn bị sọc bị ám nói chung là ám nặng nói chức năng của máy thì ok hết chức năng thì không có bị lỗi bất cứ một chức năng gì cả Để cam kết mọi người là bên ZIN ra 4 bộ nhớ 64 nó sọc cái ám thôi nhưng không ảnh hưởng đến cảm ứng nữa nhé cảm ứng mật mà hết để em thử cái lệnh cảm ứng cho người xem này Đó. cảm ứng này không có bị chết bất cứ một điểm cảm ứng đâu cả rất là mượt mà nhé và chức năng thì ok hết cai một dòng này thì nó rất là chọc thôi màn ám thôi nhưng mà nếu mà mọi người chụp cái ảnh này xong gửi sang một con máy màn đẹp ấy. nhìn cái ảnh nó rất là đẹp luôn bởi vì những dòng flash sheet thì bao giờ Samsung làm mấy mắt cam nó cũng rất là đẹp nhé con này bán như là 550 000 nhé. Con này cũng là con SBS này, IMEI của nó là 095 bản hàm một sim, nó người là 800. Đấy nâng hơi sức răm một chút rồi, vì chỉ sức nhẹ thôi, không cần mod gì đâu. Màn hình cũng bị sạc nhá. Con này màn sọc với lại nó bị đốm đây, này. đốm đen đây. Còn đâu màn thì nó rất là trong, không có ám gì cả, cảm ứng các thứ ok hết nhé da của nó là RAM 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh ok hết nhé hoặc nhìn màn nó đẹp hơn em màn cao hơn con kia nhé bản như này là 800 con này con S7e này email của nó 480 bản nhật một xin nó này là 1 triệu 2 nâng dây đẹp viền đẹp nhé ngoại hình con này còn như đẹp keng rồi màn hình không xước không sọc nhưng mà bị ám nhé cũng có bị ám như hình một chút giam 4g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32g chức năng ok hết bán này là 1 triệu 2 này cái này, con này S10 này, IMEI của nó là 071 bản Nhật một sim máy 3 triệu 6 nhá. nâng đẹp, viền xước nhẹ rồi, hơi xước ra một chút nhá. Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. Ra một con này nó là RAM 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 g nhá. người 3 triệu 6 này. Con này con Note 10 này, IMEI của nó 109 bản Hàn một sim nó này 4 triệu 7. nâng đẹp, viền thì hơi xước ram rồi. Đó, hơi xước ram rồi chứ không có bị cấn móp sâu đâu màn hình đẹp nhá con này bị chê mỗi cái viền nó hơi sức răm thôi ở đâu nâng màn thì không có gì để chê cả đẹp xuất sắc luôn màn trong không ám, cấu hình ngon nhá ra 12 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 gb năm này g là 4 triệu bảy này có này con nốt 10 plus này IMEI của nó là 742 bản nhật một sim mã ngày năm triệu tám nhá nâng đẹp viền chỉ hơi sức nhẹ tí thôi chứ không có bị cần bóp hơi sức răm tí đi chỗ phần dần sạc được màn hình đẹp nhé không một vết xước cũng không có một vết a bố đâu cả ra một con này nó là ra 12 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 g nhé này là 5 triệu tám này này con S21 5 g này email của nó là 395 bản Mỹ 2 sim máy này 5 triệu 6 nhé nâng đẹp viền thì hơi sức nhẹ thôi xước tí đi thôi không cần móp đâu màn hình đẹp không xước không á bố gì màn 120 hạt rất là mượt nhé RAM 8 g bộ nhớ 128 g và là 5 triệu 6 đây con này là con S21 5G này, email của nó 427 phần Mỹ 2 ship 5 triệu 6 nhá. Đấy nưng zin uh, đẹp, viền hơi sức nhẹ thôi, không cần bóp gì đâu. Màn hình đẹp nhá. Không xước, không ám mố gì cả. trong veo. Ra một con này nó là RAM 8 g bộ nhớ 128 g à, mọi chức năng đều hoàn hảo, ok hết. Đấy, này là 5 triệu 6 này. Con này là con uh, S21 5G này, nhưng của nó là 452 bản Mỹ 2 c nó về 5 triệu 6. Đừng đẹp viền chỉ sức nhẹ thôi. Đó, hơi sức nhẹ một chút thôi, không cần móp sâu đâu. Màn hình thì không có gì chê cả, không xước, không ngá mố thì ra của nó là RAM 8 g và bộ nhớ 128 g màn 120 hz Nó về 5 triệu 6 này. Con này là con S21 Plus 5G nhé, email của nó 892 bản Mỹ 2 c nó về 6 triệu 6. Đừng đẹp, viền sức nhẹ, về sức răm chút thôi. Màn hình đẹp, không xước, không án mố gì cả. Blurs thì màn nó to hơn, pin trâu hơn nhá. Ram 8 bộ nhóm 128. Giá 6 ta 6,6 triệu này. Con này con S21 Blurs 5G này, IMEI của nó 374 màn Mỹ hai sim, giá người ta 6,6 nhá. Ngoại đẹp, viền uh, sức nhẹ thôi, sức răm tí tí thôi, chỗ phần chân sạc thôi. Chứ không có vết cấn móp nào cả. Đấy, màn đẹp nhé Không uh, bị xước hay là án mố cả. Ram 8 bộ nhóm 128 chạy mượt mà khoảng người 6.6 triệu này con này nó là con s 21 plus 5 g này email của nó là 311 một mỹ 2 sim khoảng người sáu triệu sáu nhé nâng đẹp viền chỉ sức nhẹ giữ phần chân sạc tí thôi không cần móp gì đâu màn hình đẹp không xước không ám mố gì cả ra một con này nó là ram 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 gb mọi chức năng đều hoàn hảo ok hết khoảng người 6.6 triệu này thì ở trên đây là những máy hôm nay em bán với người mọi người này máy gì thì nhắn qua số 0344 cho em nhé OK, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.